chuẩn bị nhà sạc khay ơi. Mình sạc khay à? Nhà bên kia. Giọt kêu. Mùi dê gió ai ạ? Từ nhà bên kia nhá. Tốt kìa, hóa ra bộ kìa. Khay này. Ha. Chờ thuộc từ nay muốn chịu liền. Đánh luôn. Khách vào luôn. Wow. Móc một quả rồi đấy nhà, được cái nhà. Ôi, hàng lắm. Cảm ơn ơi. Cảm ơn sao mà đây? Cảm ơn ơi. Còn nhỏ. Thế là cá được lên luôn. Nhà chắc rồi. Nhà sinh ra nhá. Sinh nhà này nó cũng nhà các bạn. Sinh nhà khỏe lắm. Sinh nhà trước biển thôi. Vãi nhá. Ô, chúng mà mất cả trời rồi. Đá nhau luôn. Mau nha. Từ nhà mau vậy. Đây tốt rồi. Ép sát nhau. Quá là luôn. Rất hay luôn. Vào
một rồi hả? Có thịt chút 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 ở từ trong nhà đó mà. Ô, rồi. Cái nhà móc nhá. Được nhà. Hai đặc cấp. Được nhá. Hay đấy. Đánh này là hay đấy. Coi như nhau luôn. Máu lên. Máu lên. Hết hơi mẹ rồi. Nhạc phải lắm. Mọc về hố lên quả thứ ba rồi, hay đi nhà, xin nhà hay nha. Bắt đầu khóa cửa đấy. Nhạc khỏe nha, nhạc đẩy nha. Chạy rồi. Sắp chạy rồi. Chim vẫn đẹp nha. Khách chả làm được gì luôn. Nhạc khỏe quá. Nhưng mà chim quả vẫn đẹp nha. Nhưng mà nhạc khỏe quá. Mình cứ móc thế này thì khách hỏng nha. Khách hết hơi rồi. Nhạc khỏe lắm nha. Lì lắm, chưa chạy đâu. Lì lắm. Lì lắm nha. Khách hết sức hết hơi nữa chứ. Giời ơi.
Nhạc phải lắm nha. Nó là con cho. Cái người. Chưa sợ luôn nha. Khách lì lắm nha. Ôi, xiên luôn rồi kìa. Đi rồi. Khả năng khách đi. Đi rồi. Khách đi rồi. Khách chạy rồi. Báo rồi. Chạy rồi. Chạy 100. Chạy luôn rồi. Chạy rồi. Chạy nha. Ui. Báo rồi. Báo rồi nha. Hết mất chim nha. Mà còn ly lắm. Nhà siêu hay nhá, nhà vừa khỏe vừa đòn. Tổ chim rồi anh em ạ. Chạy đi. Hãy thua nhá, nhà ăn rồi nhá.